Yo, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của Sebat. Đây và tôi chưa Sebat đây đây. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở thành một gọi là một siêu điệp viên luôn nha các bạn. Đấy, một siêu điệp viên bắn súng đeo kính râm nha các bạn. Đây này, một siêu điệp viên bắn súng đeo kính râm. Mà đeo kính râm như thế nào nhỉ? Như tôi đã làm hình minh họa các bạn nhá. Như này này. Đó, như thế á. Nếu mà các bạn chưa hiểu thì hãy xem video này đi. Xem hết video này đi thì các bạn sẽ hiểu là chuyện gì đang xảy ra và tôi tại sao tôi lại cầm khẩu súng như thế này. Thực ra khẩu súng mà tôi đang cầm chỉ mang tính chất minh họa thôi. Tôi không hiểu sao tôi lại nói nhiều như thế này, như dở hơi như thế này ấy, nhưng mà thôi. Đó, chúng ta vào video luôn nha. Let's go. Được rồi, và chúng ta đã vào rồi các bạn ạ. Và đây chính là tôi, siêu điệp viên đeo kính đen. Đó, đây chính là tôi, siêu điệp viên đeo kính đen, và chúng ta sẽ chơi luôn nha các bạn. Rồi, tap to play. Đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải giải cứu con tin. Thực ra nhiệm vụ chúng ta là bắn mấy cái thằng tội phạm này thôi. Đây này. Đó, bắn này. Bắn này. Đấy, siêu điệp viên đeo kính đen, rất là kinh đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Kiểu slow motion rất là cool ngầu luôn đúng không? Đấy, đây, từ từ, để tôi đi tiếp cho các bạn xem. Này. Đấy. Bắn này, bắn này. Đấy. Mà thấy chưa? Headshot này. Headshot này. Đẳng cấp chưa? Đấy. Ôi, ở đây không có con tin này. Nhiệm vụ chúng ta chỉ bắn tội phạm nhé các bạn. Chứ đừng không được bắn mấy cái con tin. Con tin. Hay là con tim nhỉ? Tôi chịu rồi. Ok. Tôi văn học rốt lắm nên cũng chẳng biết là con tim hay là con tin nữa. Thôi bỏ qua trận đấy đi. Ok, chúng ta sang level 30 rồi. Đấy, bắn này, bắn này. Bắn này, rất lực kinh luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, phần thưởng đấy các bạn. Bắn luôn, bắn luôn, bắn ơi. Tôi bị mất đến xúc xác rồi, chán quá. Ôi. Đây này, bắn này. Đó. Đó, đó. Đấy, các bạn thấy kinh chưa? Các bạn thấy tôi kinh chưa? Đấy này, tôi bấm loạn xạ luôn. Một phát. Xong, một phát tôi ăn hết luôn. Khẩu súng của tôi có thể bắn được nhiều đạn đấy các bạn. Chứ không phải kiểu bắn một viên đâu. Tôi làm cái video nó giới thiệu về những cái tựa game bao game mobile hay nhất. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể nhấn vào video đấy. Đây. Cái video này đây. Đó. Tôi đã từng làm một cái video nó giới thiệu tựa game này. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể kéo xuống link ở dưới phần mô tả. Rồi chúng ta đến bản tiếp theo rồi. Wow. Pum. 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 Có súng có tiện dụng ở chỗ là chúng ta có thể bắn được gọi là nhiều nhất hạn. Thực ra lúc trước ấy, mà cái video lúc trước mà tôi làm ấy thì nó chỉ có bắn một nhát đạn thôi. Thì tôi bây giờ đã gọi là nâng cấp lên rồi. Tôi đã chơi được nhiều màn khác và tôi đã cày lên level này. Ok, best prize. Nếu mà chúng ta bốc trúng thì chúng ta sẽ được một khẩu súng mới. Tôi biết là tôi sẽ chẳng bao giờ bốc trúng đâu. Và tiếp nào. Tiếp nào các bạn. Rồi. Đó. Rất là kinh luôn đúng không? Yeah. Bắn tiếp này. Cái ấn tượng của tôi với cái tựa game này là nó slow motion như cái phim ma trận đấy các bạn. Không biết cái phim ma trận ấy các bạn xem chưa? Nó slow motion đi hết như vậy luôn. Ok. Tôi qua lìa lịa luôn, không chết màn nào luôn. Họ thấy tôi kinh, thấy tôi pro. Đó. Qua lìa lịa luôn, không chết màn nào luôn nhá. Ở đây này, phần này bắn một quả bom phát là chết hay bọn nó luôn. Đơn giản mà. Này. Bắn này, bắn này. Có súng này được cái là nó sẽ tăng phạm vi bắn. Tức là ví dụ như là mình bắn một viên đạn mà trượt một vài mm thôi ấy, thì khẩu súng này có thể khắc phục cái vấn đề đấy là nó sẽ bắn ra tận nhiều nhát đạn ở thêm một vài phía nữa. Ok, nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là nếu mà chúng ta mà giải cứu con tin ấy thì cái khẩu súng này lại có một khả năng cao hơn là có thể bắn trúng con tin, bắn trúng cả tội phạm, bắn trúng cả con tin mình cần giải cứu. Đó. Boss fight, ok. Trùng cuối đây rồi các bạn. Chúng ta cố gắng tiêu diệt trùng cuối nhá. Lần này tôi rồi. Úi rồi. Bắn thêm một nhát nữa thôi, một hit nữa thôi. Này thì trùng cuối. Đây, đó, xong. Headshot, chết trùng cuối luôn.
Thực ra trùng cuối ông game này chẳng phải là cái gì khủng khiếp đâu. Trùng cuối ông game này chỉ easy thôi, chỉ gọi là trâu hơn các đứa khác thôi. Tí thôi nhưng chẳng cái gì nguy hiểm. Ok. Ôi, giải cứu con tin rồi. Khẩu súng này thì không giỏi giải cứu con tin đâu. Khẩu súng này dễ bắn vào đầu lắm. Wow. Hiện tại tôi đã mua được khẩu súng mới. Ok. Lần này tôi sẽ xem súng mới này như nào nha. Ôi, tôi nhận được tiền này các bạn. Ok, lần này xem khẩu súng mới. Ui, khẩu súng này cực kỳ nhiều đạn. Nhưng mà khẩu súng này có một cái đặc điểm là nó nhiều đạn nhưng mà mình chỉ bắn được một nhát thôi. Thế thì cũng được. Được cái này mất cái kia đúng không ạ? Chúng ta được cái là rất là nhiều đạn nhưng chúng ta chỉ bắn được từng nhát một thôi. Đấy. Ui, chết rồi. Pháo lúc nãy tôi không tập trung, Này thì hôm nay chúng ta cố gắng tiêu diệt nốt hai thằng boss kia luôn nha các bạn. Đó, siêu điệp viên á. Tôi sẽ cố gắng tiêu diệt nốt hai thằng boss kia luôn. Ok, qua luôn này. Kinh luôn này. Rồi bây giờ tôi sẽ qua liệu rồi đến cái màn boss thứ nhất. Đến cái thằng boss kia luôn đây, tôi cho bạn xem này. Rồi tôi sẽ qua liệu cho đến một cái thằng boss tiếp theo nha các bạn. Tôi sẽ tiêu diệt nó. Tôi sẽ qua luôn, vượt qua cái viên kẹo này để đến thằng boss thứ hai nha. Đây tôi cho các bạn xem. Các bạn thấy kinh không? Đoạn này là sẽ tua nhanh. Đây đoạn tua nhanh. Bắn từng viên nào thôi. Ok. Ui, chúng ta lại đổi skin. Ui. Wow, lần này tôi thành cao bồi luôn chứ không phải là điệp viên đeo kính râm nữa. Không phải điệp viên đeo kính đen nữa. Tôi thành cái gì mà tôi không biết nữa. Ok, rồi chúng ta tiếp tục nào. Nhưng qua cái thùng, ok là đấy boss fight rồi. Được, thôi chúng ta bình luận về cái đấy sau đi. Chúng ta phải tiêu diệt thằng boss này đã. Ok. Boss này dễ mà. Biết là boss trong này chẳng có gì luôn ấy. Được cái là nó khác skin, nên là nó bắn nhiều đạn. Chết rồi. Thế này mà đừng bao giờ coi thường người khác mà. Lúc nãy tôi hơi coi thường thằng này một tí. Đây là bị phút cuối bị ơ kèo chưa. Không sao. Hên đây chỉ là game thôi chứ nếu đây là đời thực thì chắc tôi cũng dùng cú tẹp rồi. Ok. Rồi. Nào qua lướt qua này, bắn này. Bắn lại này. Ui, kiểu chĩa súng qua hàng. Bắn phát luôn. Ok, chúng ta sẽ theo rồi. Rồi. Bắn lên này, bắn này. Rồi. Bắn kinh luôn. Sự luôn ý. Cái tựa game kiểu này tôi cũng chả biết gọi là câu bình luận hay là câu đùa nó hơn. Gọi là kiểu sời, gọi là quá là ghê, quá là kinh luôn. Kiểu thế thôi. Những cái tựa game kiểu như là kiểu dễ chơi, chúng ta cứ làm nhiệm vụ, chúng ta cứ đổi map, chúng ta đổi skin. Của chúng ta những cái tựa game làm nhiệm vụ kiểu này tôi cũng chả còn câu bình luận nào khác. Gọi là nó khó bình luận lắm các bạn. Nó khó bình luận để sao cho nó hay lắm. Còn những cái tựa game chơi chi tiết như là Minecraft này. Chơi như cái tựa game như là bà mọi người đi, chúng ta đi vào những cái nhà để chúng ta vào các cái map khác thú vị thì chúng ta sẽ có nhiều thứ để bình luận hơn. Còn tựa game, những cái tựa game kiểu mà chúng ta cứ làm chung một nhiệm vụ ấy, nhưng mà chúng ta chỉ gọi là thích nó vì đổi map này, mua đồ mới này. Đấy.
chúng ta vẫn cứ làm chung một nhiệm vụ, chúng ta cứ chạy chạy rồi chúng ta ấn rồi chúng ta bắn bắn các kiểu game như là Flappy Bird hoặc là gọi là mấy cái tựa game mà tôi đã giới thiệu các bạn ở cái video mà ba tựa game mobile rất là hay ấy. Đây là video ở đây đấy, ba tựa game mobile rất là hay, tôi đã giới thiệu các bạn ở đấy rồi. Và những cái game như này thực sự là cũng hay nhưng mà nó ít thứ để nói, ít có bình luận để nói. Ok, tôi vừa nói vừa chơi nãy giờ, đã tôi có thể làm được hai việc nhưng trong tùy tình huống. Ui phù phồng lắm, tôi bắn chúng nó rồi nhưng tại viên đạn nó đi nhanh quá. Bắn này, bắn này, bắn từ dưới lên trên luôn, tức là bắn từ đít lên đầu ấy, đúng rồi đấy, các bạn không nghĩ nhầm đâu. Ok rồi, đây là trùng cuối rồi các bạn, đây là trùng cuối rồi, và tôi sẽ cố gắng tiêu diệt được thằng boss này. Số rồi, bắn nào, lên nào. Ok, nhìn anh trộm. God, tôi chỉ bắn trượt một nhát thôi là cái thằng boss này nó sẽ bắn tôi luôn đấy. Ok, không sao. Sao? Trời ơi. Ôi ôi. Thằng boss này tuổi gì của tôi? Mặc dù tôi không trông nó nhưng mà tốc đánh của tôi với là độ chuẩn xác của tôi cao hơn nó. Độ chuẩn xác của nó kém hơn tôi nhiều. Tôi được cái tốc đánh và độ chuẩn xác đam của nó cao hơn nhá. Nó có một cái đặc điểm, nó có một cái ưu điểm là nếu mà tôi một bắn trượt một phát là nó sẽ bắn tôi luôn. Tự nhiên đây tôi nghiêm túc này. Ui nó hên bắn này. Yeah, ui hên quá, lúc này nó tha mình, lúc này nó tha mình một mạng, ui hên quá. Ok, lần này tôi không trượt đâu, mày hả bó. Chết đi, lần này một hit nữa rồi nó chết rồi. Xong. Yeah, rồi. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Và đừng quên các bạn ơi, video này có lẽ phải kết thúc tại đây thôi. Các bạn có thấy siêu điệp viên đeo kính đen một kinh không? Đấy, làm lại cái hình lúc nãy luôn nhưng lần này khó hơn. Ok, rồi, kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu thấy hay, hãy cho tôi một like, subscribe đăng ký. Nếu các bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào cái chuông ấy, để nhận được những thông báo mới nhất, những video hay nhất. Gọi là những thông báo mới nhất thôi, những video hay nhất thì lộ không chắc trên kênh CBHD nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhớ đăng ký kênh tôi lại, nhớ like video này. Các bạn hãy bình luận xem là cái tựa game này có hay không nhá. Ok, và đây là lần đầu tiên tôi có khẩu súng này là mình minh họa các bạn ạ. Rồi, một nhát bắn thay cho lời kết thúc video tại đây. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau nhá.